Đó là câu chuyện tình bạn đáng ngưỡng mộ của người thợ lặn tên Hiroyuki Arakawa, 79 tuổi, và chú cá đầu cừ châu Á, một loài cá Kobudai, được ông đặt cho cái tên Yoriko. Yoriko là một sinh vật biển có hình thù to béo, xấu xí, với khuôn mặt khá giống người, nên mới lúc đầu nhìn vào, ai cũng không khỏi kinh hãi. Được biết, ông Hiroyuki làm nghề thợ lặn ở vịnh Tateyama, tỉnh Chiba, Nhật Bản, từ năm 18 tuổi. Ông thường được giao nhiệm vụ canh giữ cổng điện thờ Shinto nằm sâu hơn 17 mét dưới biển phía nam Tokyo. Trong một lần làm việc, ông tình cờ gặp Yoriko. Khi đó, chú cá đang bị kiệt sức vì không thể tự tìm được thức ăn. Suốt 10 ngày sau đó, người thợ lặn già cho chú cá ăn khoảng 5 con cua mỗi ngày. Cứ thế qua ngày, trong suốt 25 năm, họ trở thành những người bạn thân thiết không thể tách rời. Thỉnh thoảng, ông Hiroyuki Arakawa lại lặn xuống thăm người bạn cá của mình. Mỗi lần như vậy, ông lại dành cho Yoriko một nụ hôn ngọt ngào lên trán. Mỗi lần ghé thăm cổng đền, ông chỉ cần dùng búa gõ vào miếng kim loại là Yoriko sẽ bơi lại gần. Qua vài thập kỷ, tình bạn của người bạn và chú cá ngày càng khăng khít hơn. Chia sẻ về cảm giác đặc biệt này, ông Hiroyuki tin rằng Yoriko biết ông là ân nhân của nó. Tôi đoán nó biết tôi đã cứu nó khi nó bị thương nặng. Tôi nghĩ mọi người đều có thể khiến một con vật chú ý khi cho chúng ăn. Ngoài ra, ông Hiroyuki cũng là người duy nhất mà Yoriko cho phép làm điều đó. Hành động của đôi bạn này cũng giúp hỗ trợ một nghiên cứu vào năm 2016 cho thấy cá có thể nhận ra khuôn mặt người ngay cả khi bị ngăn cách bởi các thiết bị bên ngoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.